Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video này chúng ta sẽ giải bài tập có liên quan đến cặp oxy hóa khử và quy tắc alpha. Bài tập như trên màn hình, cho 4 cặp oxy hóa khử sau: CO2 cộng trên CO, Fe3 cộng trên Fe2 cộng, 2H cộng trên H2, Fe2 cộng trên Fe. Hãy sắp xếp các cặp trên theo thứ tự tăng dần tính oxy hóa. Cho biết những chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau: Fe, Cu, dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, dung dịch FeCl2, dung dịch FeCl3. Đấy, bài tập là như vậy. Vậy để làm tốt dạng bài tập này thì chúng ta tìm xem lại video lý thuyết về cặp oxy hóa khử và quy tắc alpha. Video này nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Được chưa? Như vậy, đối với bài tập này thì đầu tiên chúng ta yêu cầu là sắp xếp các cặp trên theo thứ tự tăng dần tính oxy hóa. Cũng đồng nghĩa với là gì? Chúng ta sắp xếp các cặp theo thứ tự trong dãy điện hóa. Được chưa? Như vậy, thứ tự sắp xếp các cặp này trong dãy điện hóa như sau. Thứ tự sắp xếp các cặp oxy hóa khử trong dãy điện hóa như sau. Rồi, cái mẹo nhớ dãy điện hóa thì chúng ta biết rồi ha. Chúng ta đọc nhẩm thì chúng ta tìm được các vị trí của nó ha. Đầu tiên là gì? Fe 2 cộng trên E. Rồi sau đó tính gì? 2H cộng trên H2. Rồi sau đó tính Cu2 cộng trên Cu. Rồi sau đó đến Fe 3 cộng trên Fe 2 cộng. Rồi, được chưa? Như vậy là gì? Theo chiều tăng dần tính oxy hóa. Thế thì tăng dần tính oxy hóa thì chúng ta xét ở dạng oxy hóa từ trái sang phải thì tính oxy hóa tăng. Được chưa? Đây. Tính oxy hóa tăng. Đấy. Được chưa? Như vậy, các cặp sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxy hóa là như vậy, theo đúng thứ tự như trong dãy điện hóa. Rồi, tiếp theo, cho biết những chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau: FeCu, dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, dung dịch FeCl2, dung dịch FeCl3. Rồi, muốn biết được nó tác dụng được với nhau hay không thì chúng ta đặt các quy tắc alpha vào các cặp này. Như vậy ở đây là chúng ta có quy tắc alpha như sau ha. Như vậy chúng ta áp dụng quy tắc alpha cho các cặp này. Đầu tiên là gì? Đối với cặp Fe 2 cộng Fe và 2H cộng H2, được chưa? Fe 2 cộng trên Fe và 2H cộng trên H2. Thế thì quy tắc alpha đây là gì? Đây. Được chưa? Rồi, cặp thứ hai là gì? Fe2 cộng trên Fe và Cu2 cộng trên Cu. Fe2 cộng trên Fe và cặp Cu2 cộng trên Cu. Thế thì quy tắc alpha là như thế này. Đây. Được chưa? Rồi, cặp thứ ba là gì? Fe2 cộng trên Fe và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. Fe2 cộng trên Fe và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. Được chưa? Như vậy quy tắc alpha là như đây.
tức là gì? Fe3 cộng tác dụng với Fe tạo thành Fe2 cộng. À. Rồi, cặp tiếp theo là gì? 2H cộng trên H2 và CO2 cộng trên CO. Thì quy tắc alpha biểu diễn như sau. Đây. Tức là gì? CO2 cộng tác dụng với H2 tạo thành 2H cộng cộng CO. Rồi. Tiếp theo nữa là gì? 2H cộng trên H2 và cặp Fe3 cộng trên Fe2 cộng. Nè. 2H cộng trên H2 và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. Thế thì quy tắc alpha là gì? Đây. Tức là gì? Fe3 cộng tác dụng với H2 tạo thành 2H cộng và Fe2 cộng. Nè. Và cặp cuối cùng là gì? CO trên CO và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. CO2 cộng trên CO. Fe3 cộng trên Fe2 cộng. À. Như vậy, quy tắc alpha của cặp này là đây. Tức là gì? Fe3 cộng tác dụng với CO tạo thành CO2 cộng cộng Fe2 cộng. À. Như vậy là gì? Đề bài cho FeCO. À. Fe đây, CO dung dịch CO4 tức là gì? CO2 cộng nè. À. Dung dịch Fe4 tức là CO2 cộng nè. Dung dịch HCl tức là H cộng nè. Dung dịch FeCl2 tức là Fe2 cộng nè. À. Dung dịch FeCl3 tức là Fe3 cộng. Rồi, như vậy, theo quy tắc alpha thì nó xảy ra các phản ứng. Đây, đối với cặp này trước ha. Ở đây nó H cộng có đúng không? Nè, gọi là HCl đây. À, Fe đây, à, Fe đây. Được chưa? Như vậy có phản ứng giữa H cộng với Fe tạo thành Fe2 cộng và H2. Được chưa? Phản ứng đầu tiên là gì? Fe cộng 2H cộng sẽ tạo thành là gì? Fe2 cộng cộng H2 hay là gì? Ở dạng phân tử tức là Fe cộng 2HCl thì tạo thành là gì? FeCl2 cộng H2. Được chưa? Đấy. Rồi, phản ứng thứ hai là gì? Xét ở cặp này Fe2 cộng FeCO2 cộng trên CO. Như vậy là gì? Fe, có Fe ở đây. CO2 cộng. CO2 cộng trong CO4 đây. À, như vậy nó xảy ra phản ứng giữa Fe và CO2 cộng tạo thành Fe2 cộng và CO. Được chưa? Fe cộng CO2 cộng thì tạo thành là gì? Fe2 cộng cộng CO. Hay viết ở dạng phân tử tức là Fe cộng CuSO4 tạo thành FeSO4 cộng CO. Được chưa? Rồi, phần thứ 3. Cặp này, Fe2 cộng Fe và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. À, Fe đây, nguyên liệu đây. À, Fe3 cộng trong FeCl3. Như vậy, xảy ra phản ứng giữa Fe3 cộng cộng Fe tạo thành Fe2 cộng. À, như vậy, phần thứ 3 là gì? Fe cộng Fe3 cộng thì tạo thành là gì? Fe2 cộng. Được chưa? Rồi, hay viết ra dạng phân tử là gì? Fe cộng 2FeCl3 thì tạo thành là gì? 3FeCl2. Được chưa? Rồi, phản ứng thứ tư là gì? Cặp này có không? CO2 cộng với lại cộng H2. CO2 cộng thì có trong CO4 nhưng H2 không cho đúng không? Đề bài không cho đúng không? H2 không có. Nên cái cặp này không ha. Cặp này cũng vậy. Fe3 cộng thì có FeCl3 đây rồi. Nhưng mà H2 thì không có H2 để tác dụng. Được chưa? Rồi. Phần cuối cùng là của cặp CO2 cộng CO. CO và Fe3 cộng trên Fe2 cộng. CO. CO đây. Fe3 cộng trong FeCl3. Như vậy CO
tác dụng với Fe3 cộng tạo thành CO2 cộng và Fe2 cộng. Đây, phản ứng thứ tư là gì? Cu cộng Fe3 cộng tạo thành là gì? Cu2 cộng cộng Fe2 cộng. Đây, ta cộng bạn luôn đi. 2Fe2 cộng. Được chưa? Rồi, thầy viết cái dạng phân tử là gì? Cu cộng FeCl3 tạo thành là gì? CuCl2 và FeCl2. Được chưa? Đấy, như vậy các phản ứng xảy ra như vậy. Đây là bốn cái phản ứng này. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Được chưa? Chỉ riêng cái này là không có thôi. Vì không có H2 để tác dụng. Được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.